Chị Xuân ơi, chị Xuân à, có nhà không vậy? Trời ơi, chị Xuân ơi. Ủa, nhà cửa đâu hết trơn á, trời ơi trời. Cửa thì không có khóa. Chị Xuân ơi. Tôi đây. Xuân ơi. Tôi đây. Quý hóa quá. Chào chị. Mới sáng sớm tinh sương mà ông anh đã ghé thăm. Rước ông anh ngồi chơi xơi nước. Rước chứ đưa cái gì? Hàng xóm với nhau mà chỉ có những người xa lạ vậy đó. Chỉ làm tôi ngại hết sức à. Người ta nói bất kỳ khách sáo thì không sai chút nào. Vâng, mời ông anh ngồi. Ông anh bảo tôi khách sáo á thì không có đúng. Sao vậy? Đất lề quê thói à. Mình ở tuy sống ở Mỹ, lễ nghĩa lúc nào cũng phải vuông tròn cho phải đạo chứ ông anh. Chị nói văn chương tùm lum, tôi còn không hiểu huống gì là hai đứa con dâu của chị. Hổm rày tôi nghe chị than, nhưng mà tôi nói thiệt nha, không, chị khó tánh quá, bắt bẻ từng chút, làm sao tụi nó ở nổi với chị. Vâng. Mời ông anh sơi cốc nước kìa, rồi tôi trình bày cho ông anh. À, ông cứ quở tôi là tôi khó tính, nhưng mà tôi có khó khăn gì đâu nè. Chuyện là thế này, ông nhà tôi chẳng may vắn số, mới vừa tứ tuần đã quy tiên. Trời ơi, chị nói chuyện nghe sao mệt quá. Chồng chết thì nói mẹ là nói chồng chết đi. Bài đặt quy tiên với quy y. Tôi đó hả, hoàn cảnh tôi y chang chị vậy đó. Ai hỏi vợ tôi đâu hả, tôi nói bà chết ngắt rồi. Vậy phải dễ hiểu không? Trời ơi, quy tiên quy y. Nè, tôi nói chị nghe, qua Mỹ rồi đó, cái tiếng Việt mình càng ngày nó càng bị quên dần, thấy chưa? Tụi nhỏ mà nó nói tiếng Việt được đó là mình phải mừng, chứ đừng có nói chi mà bài đặt thơ với văn. Giấy rách thì phải giữ lấy lề. Này, ông nghe tôi nói nhé. Ông nhà tôi á, mất đi, để lại cho tôi hai nách, hai đứa con trai. Nghĩ tới thủa ấy, nhà tranh vất đất, đèn dầu một bóng, trăm phần cơ cực, một nắng hai sương, tôi mới nuôi được hai đứa con cho nó ăn học nên người. Bây giờ chúng nó đã học xong và đã có công ăn việc làm hẳn hoi á, nên tôi mới cảm thấy nhẹ được một tí đấy ông anh ạ. Nghe chị nói mà tôi muốn rơi nước mắt, nhất là cái đoạn mà hai nách hai đứa con trai. Nhiều khi tôi thấy tôi cảm kích chị vô cùng. Chắc có lẽ vì vậy mà bây giờ lưng chị nó hơi gù. Nhưng mà nói cho ngay thì tôi cũng mừng cho chị, bởi vì chị có hai đứa con trai đó, đứa nào cũng có hiếu hết trơn á, thằng Tòng với thằng Phạm đó. Mà tôi nghĩ cũng lạ, chị đặt tên Tòng Phạm hình như nó có liên quan tới vấn đề trộm cắp không? Giỡn thì thôi, chị có con có hiếu chị là tôi vui rồi. Ông anh nói thế để an ủi tôi thôi chứ tôi đang đứt từng khúc ruột đây là ông anh. Nhưng mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt đấy. Ủa, chị nói sao vậy? Tôi thấy hai đứa nó hiền lành quá mà. Vâng, chuyện là thế này. Năm ngoái đấy, hai đứa muốn về Việt Nam cưới vợ. Tôi thì nghe cũng mừng trong lòng. Từ vì ông anh thấy đấy, cảnh nhà đơn chiếc, tôi muốn chúng nó yên bề gia thất ấy, để một hai năm nữa tôi có chỗ nội ẵm bồng cho nó vui cửa vui nhà, phải không ông anh? Đúng rồi đó, tôi nói chị nghe nha. Dạ. Tôi với chị ở mình ên con mình nè, thấy không? Thì đi vô ra nó buồn lắm. Dạ. Chị xúi tụi nó lấy vợ là đúng đó. Rồi tôi nói chịu lấy không? Có mới bực mình ấy chứ. Chị vậy? Được hai cái thằng con đúng là thứ khôn nhà dại chợ. Việc nhà thì nhiếc nhác, việc chú bác thì siêng. Dặn mãi chúng nó, châu ta ăn cỏ đồng ta. À, Bắc thì lấy Bắc, Nam thì lấy Nam. Mình xe duyên với người đồng hương ấy, thì dễ bề thông cảm hơn, phải không ông anh? Nhưng mà ai đời cá không ăn muối cá ươn. Nó, cái thằng Tòng nhà tôi ấy, rước ngay con vợ người Nam. Quê đâu ở mãi Gò Công ấy. Ôi giời, nó còn khoe với tôi rồi. Vợ nó ấy, là hoa khôi miệt vườn. Mà nói thật với ông anh, tôi chẳng biết miệt vườn là cái miệt gì. Nam Kỳ lục tỉnh thời trước đó, người ta kêu bằng văn minh miệt vườn. Nói trắng ra đó là nông thôn miền Nam đó.
Nhưng mà nè, hai đứa con chị nó lấy vợ người nam đó là sao? Không, thằng Tòng á thì lấy cái Cúc miền Nam. Ừ. Thằng Phạm thì phải lấy cái con Bình người Huế, thế mới đau. Đau cái gì chị ơi? Tại vì bị chị có máu kỳ thị đó. Tôi nói cho chị nghe, Bắc Trung Nam á cũng vẫn là một đại gia đình Việt Nam, thấy không? Tôi kể cho chị nghe chuyện này. Mình đi qua Thái Lan á, Mã Lai là Campuchia đó, chị thấy không? Nước nào nó cũng có chè đậu trắng, chè đậu đỏ, chè đậu đen, đúng không? Nhưng mà ở Việt Nam á, tại vì mình có ba miền, cho nên người Việt mình mới chế ra chè ba màu. Vô duyên. Tự nhiên có chè với cháo ở đây. Ví dụ vậy cho chị dễ hiểu đó, thấy không? Nhưng mà ông thử nghĩ coi. Sao? Tôi là Bắc Kỳ chính thống. À. Đứa hai đứa con dâu, đứa miền Nam, đứa miền Trung. Lắm lúc nó nói chuyện tôi chẳng hiểu gì cả. Chẳng lẽ lại mướn người thông dịch? Thôi thì chị ơi, chị nói thì sao á, chứ chị nói chuyện với tôi sao cho nó được. Ôi, ông anh á là người ngoài, người dưng nước lã. Chẳng dính dáng gì với tôi. Đèn nhà ai á, người nấy dạng. Nhưng mà hai đứa đấy là con dâu tôi. Tôi phải dạy chúng nó sống theo nề nếp gia đình tôi. Nhập gia tùy tục, xuất phạ giá tòng phu, phu tử tòng tử. Tử tử thì tự xử. Hiểu không? Ông này là cái gì? Mà đâu có hiểu, giờ mặt bảo hiểu rồi. Là cái gì? Là chồng chết lấy chồng khác. Cái ông này. Ông bà mình đã dạy ấy, dâu con rể khách. À. Tôi phải giáo dục chúng nó. Ừ. Không thôi á, người ta lại cười vào mặt tôi. À. Vì sách có câu ấy. Nữa. Chó gầy hổ mặt người nuôi. Người gầy thì hổ công tôi nuôi người. Thôi đi chị ơi, chị khó quá, ai mà ở với chị. Hên là tôi không phải chồng chị à. Tôi mà lấy chị cho tôi bỏ đi lâu rồi. Ông chưa kịp bỏ, tôi đã bỏ trước rồi. Ừ. Nhưng mà này, dạo trước ấy, khi mà tôi làm dâu của mẹ chồng tôi ấy. Ừ. Bà. Thôi. Bà bỏ cái chuyện đó đi nha. Cái thời đó xưa rồi, chị lạc hậu quá đi chị Xuân ơi. Thời bây giờ nè, ở Mỹ hả, mẹ chồng làm dâu ngược đó cho chị biết. Nè, có nhiều gia đình đó hả, cha mẹ cuối tuần nha, nấu nướng sẵn rồi, mời con cái lại, tụi nó còn không thèm về nữa cho chị hay. Nó nói mà chảnh. Thà là chúng nó đừng ở với tôi. Quất mày quất mặt á, thì tôi khỏi bực mình. Hồi xưa đấy, khi mà mẹ chồng tôi mỗi lần mà bả mà trừng mắt nhìn tôi thôi á, là tôi đã phải lo làm vui lòng bả rồi. Bây giờ tôi nói toạt vào mặt chúng nó mà chúng nó chẳng thèm hiểu gì hết. Ôi chị ơi, là tại vì chị cứ dùng văn thơ vòng vo rồi sao tụi nó hiểu? Vòng vo là thế nào? Hôm hai đứa mới sang, tôi kêu con Cúc lại dặn nó rằng. Sao? Cúc à, mẹ có thói quen ấy, là mỗi sáng ấy, mẹ ăn sáng vào lúc 8 giờ. Cái thói quen này ấy, mẹ đã có là mấy chục năm rồi. Nhớ nhá. À, tức là ý chị muốn nó chuẩn bị breakfast cho chị lúc 8 giờ chứ gì? Vâng. Rồi sao nữa? Thế mẹ biết nó bảo tôi thế nào? Nói sao? À, má ăn sáng lúc 8 giờ hả? Má nhớ đánh thức con dậy để ăn chung với má cho vui nha. Ông nghe có lộn tiếc không? Trời ơi, nó cứ giả ngây giả ngu ấy chứ. Nó có ngu, có điếc hay không đấy. Ôi chị ơi, đó là thì từ nay về sau chị cứ nói thẳng đi, úp úp mở mở làm chi, nó đâu có hiểu. Ôi, con dâu cả nó đã vậy gì, ôi giời, con thứ hai nó còn kinh hơn đấy. Sao vậy? Hôm tôi bảo nói, này con, bữa nào con nấu cho mẹ vài món Huế để mẹ ăn ăn thử nhá. Cái nó bảo với tôi mẹ muốn ăn món Huế để con ra quảng sống hương con order cho mẹ ăn nhé. Chuyện thường tình thế thôi. Mà này, cái hôm mà tôi dắt nó qua nhà bà Tín ấy. Để tự vì tôi chơi họ bên đấy đấy. Biết gì? Chơi gì? Tôi chơi họ bên đấy đấy. Mà có thù hằn như bên hay sao? Không. Chơi hụi hả? Chơi hụi. À, hụi rồi đó họ. Người miền Bắc chúng tôi gọi là họ. À, rồi sao? Khi mà tôi vừa bước vào, con chó nhà bà Tín ấy. Xong mà nó vồ tôi. Trời ơi. Ôi giời, tôi hãi quá. Tôi nắm lấy tay nó. Cái nó bảo tôi vậy nè. Mạ đừng sợ, con chó chúng thế nhá hẳn không có răng mô. Trời tức quá, tôi bảo đó. Nó nhe nguyên cái hàm răng dài như thế kia, mày bảo là không có răng
là như thế là thế nào? Chị à, cái đó là bất đồng ngôn ngữ, mỗi miền mỗi khác, nghe không? Sống ở miền nào thì mình quen cái tiếng miền đó, nghe không? Nè, tôi nghe nói chị Bắc tụi nó nói tiếng Bắc, có đúng không? Cái đó tôi thấy quá đáng đó nha. Tôi á, tôi nghe tiếng Bắc quen rồi. Nè, nghe tiếng Nam, tiếng Huế khó chịu lắm. Bộ chị tưởng tiếng Bắc của chị dễ thương lắm hả? Chị nói nhiều khi tôi nghe thì cũng khó chịu mà tôi không dám nói. Tôi còn nghe nói là chị con Cúc nó kêu chị bằng má, chị Bắc nó sửa lại bằng mẹ, có đúng không? Mẹ là tiếng chuẩn, má là tiếng lai rồi. Trời ơi, Trung tâm Thúy Nga làm về chủ đề mẹ, chứ có làm chủ đề má đâu. Ông anh nhớ cái câu chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Bây giờ ông anh thử sửa lại câu á, trông về quê má ruột đau chín chiều, nghe vô duyên không ấy? Tôi nói nghe được, miền Nam tôi cũng có câu vậy. Câu gì? Má ơi đừng bỏ con xa, chim kêu dượng hú biết nhà má đâu, thấy không? Đó là chị sẽ tôn trọng cái tiếng địa phương người ta, nghe chưa? Mỗi miền mỗi khác. Tôi nói chị nghe nè, người Huế đó, người ta đâu có kêu bằng mẹ hay là má, mà người ta trộn hai chữ lại thành mạ. Không, không lẽ người ta nói vậy thì chị chê người ta nói sai hả? Tiếng mà ông bảo trộn. Con chào mà. Răng mà mày dày sớm rồi hi. Rồi. Con chào chú Tư. Ừ. Chú Tư ra răng rồi chú Tư. Ừ, chú đánh răng thì mũi rồi con. Không phải như rửa. Ý của con là chú Tư khỏe không? À khỏe, chú khỏe, cảm ơn con. Ôi giời ông thấy chưa? Con đời thủa nhà ai mà con dâu á ngủ trương thây trương xác rồi 9-10 giờ mới dậy à, coi có được không? Mà có ngủ như rửa mà còn chưa đủ. Chồng con đâu? Không, nó bảo là nó ngủ chưa đủ rửa. Không, nó bảo là nó ngủ chưa đủ. Nó sao? Có nghĩa là I don't have enough sleep. À ok, hiểu rồi, ngủ không đủ. Dạ. Mày con để dấu nè, chú hiểu lầm. À, cái này là Cúc vợ thằng Tòng đó hả? Không, à, đây là vợ thằng Phạm. À. À, con Bình. À. Mà Ngư Bình, tên con là Ngư Bình, cống tăng tốn nữ Ngư Bình. Sách giá phàng còn ghi rõ rõ ràng ràng nè, con là con nhà hoàng tộc. Con bày đời của vua Minh Mạng. À. Mà con là cống tăng tốn nữ Hương Giang. Ba con là giáo sư Tôn Thất Nghiệp. Mà cứ kêu Bình Bình hoài, nghe giọng trái nữa. Mà phải kêu là Ngư Bình, nghe mình lãng mà. Người mày uẩn như nải suối ngự. Bài là Ngự Bình. Mà thằng này, thằng Phạm nhà tôi không biết mắt mũi nó để đâu, mới được con bé này không anh? Dạ. Yeah. Mà nói chứ là rồi mà, luôn hẳn có cái giá của luôn. Hồi tế con mà về Việt Nam theo con rít, mấy tháng con mới xíu lông nữa. Hồi nợ con bạn chè đầu vạn trên sông Hương, hẳn ghé vô ăn chè mỗi ngày, hẳn ăn chè every day. Sáng chè nè, trưa chè, chiều chè, tối chè, đến khuya hắn cũng chè. Hắn ăn mình khăn ỏi ra, hắn vẫn ăn là vì răng. Ừ, có răng mang chè đi chứ con. Không phải rửa, là vì hắn mê sắc đẹp của con. À. Mà chủ tư biệt không? Sao con? Tuy là bạn chè đầu vàng trên sông Hương nghe, mà là vì con nhà hoàng tộc. Ừ. Nên khi lúc mốn mặc áo dài, trắng ý như nư sánh đông khảnh rửa. Hắn vừa gặp con, hắn quăng hai câu thơ hàng mặt tự liên. À. Mơ khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra. À. Chắc nó tưởng con là ma đó. Đúng
rồi đấy. Không phải rửa. Hắn mê con. À mê con à. Mà khi con gánh hàng về à, hắn nói người đi một nửa hồn tối chết. Một nửa hồn kia vẫn bình thường. Rửa. Rõ. Đã rửa. Nó banh tẻ giống bố nó đấy. Không ngờ con chị nó lãng mạn vậy. Đấy, hồi đấy đấy ông cũng dùng văn thơ để mà theo tôi đấy. À, à, ông còn tặng tôi câu thơ. Sao tặng gì? Ước gì anh lấy được nàng. À, anh để anh mua gạch Bát Tràng về xây. À, thế là tôi theo ông ấy về nhà. À, nhưng mà khi mà về ở với ông rồi chẳng thấy cục gạch nào, mà chỉ toàn là phải gắn đất để đổ nền nhà với lại nấu cắm lợn không. Bình à, chủ tư ngư bình công tăng tố nữ ngư bình. Ừ, ngư bình. Ừm, kêu tên con chủ thêm bánh bèo quả. Nè con, hồi nào hồi nhỏ má con nuôi bằng sữa gì mà sao con có chút xíu. Sữa ông thọ đấy. À, con không có uống sữa ông thọ. Ừ, con uống sữa con két. Hả? Nó nói là sữa con két. À, con két xanh. Hả? Két xanh. À trời ơi, thấy chưa ông anh, thấy không, nếu mà nó lấy người miền Bắc á thì đâu có phải cái cảnh này xảy ra đâu ông anh. Chủ tư biết không, hồi tế mà lục mà nám bạc chía cạc. Không, con chị cắt con. À, con không hiểu tiếng, con không hiểu tiếng Bắc mà xấu ni rồi. À, nám bạc hết chía cắt. À, con làm chú hồi hộp quá. Rồi sao đó con, rồi lục nợ con mới hiểu tiếng Bắc. Ồ, oh, yeah. Chủ tư, con nhỏ chủ tứ uống sữa chí mà người chủ tứ to như rí. Chú uống là sữa ông chúa có kỳ duyên. Ông anh, thời đó làm gì mà kỳ duyên có sữa gì? Sữa ông chúa. À, nói cho nó liền lại, tôi đã lộn rồi bà còn lộn hơn tôi nữa nè. Mà nói thiệt chị nha, sao tôi mà có con gái á, như con gì tên Bình phải không? Đúng rồi. Tôi không có gả con trai gì đâu. À, tôi nhắm như người khác xứng hơn. À, ai thế không anh? Bằng Kiều. Con không lấy Bằng Kiều mô. Răng. Con muốn kiếm giống tốt hơn. Ừ. Chút xí ra đường người ta tưởng hai anh em là răng. Ồ, rứa. Này. Cũng kén vậy. Nhưng mà, này Bình. Dạ. À, hôm nay con... nhà có khách. À, thôi anh ở lại dùng bữa với mọi mẹ con em. Ôi giời, tôi xin em cho... được không? À, được, được, được chứ. Cái này muốn lâu rồi. À, dùng cái gì được nha. Cho dùng gì vậy? Con, hôm nay nhà có khách. À, thế con tính nấu món nào để đãi khách với mẹ vậy con? Dạ, cơm hến. Ồ, ngon, cái này ngon rồi. Trời ơi, 6 tháng nay ngày nào cũng ăn cơm hến. Riết rồi bây giờ tao thành con hến rồi thế này. Không dám đâu, chị là con cú. Mà gì? Mà đừng buồn. Con là con gái Huế. Một chiếc lá rơi cũng làm con hoảng sợ. Cũng hồ chí là con hoàng tộc ít khi vô bếp. À, mày nói sao? Mày bán chè đậu ván trên sông Hương á, mà mày bảo là mày ít vào bếp, nghĩa là thế nào? Bán chè đậu ván trên sông Hương kiếm chồng cho vui rồi thôi, không phải nghề của con. Mà chủ tư biết không? Sao con? Lúc mà con bán chè đậu ván trên sông Hương, ai đi ngán cũng cùng hạt con cấu thơ. Vậy à, câu gì nữa? Trên bến vẫn lâu ai sâu ai tham. Tham không? Nghe thảm quá. Ăn chè mà sao hát như rửa mới ghé vô ăn chè. Nhờ rửa mà mới có tiền đi hát karaoke. Trời ơi, đúng rồi, bằng chứng là nó dụ được con trai chị đó. Nhưng mà thế này, thế mày chỉ biết nấu có món cơm hến thôi à? Con còn món cơm độc chiêu,
Nhưng khi mua mà đau nặng con mới nấu cho mà ăn. Thế món đó món gì mà mày đợi tới lúc tao đau nặng mày mới nấu? Cơm ấm phụ. Tao mà ốm nặng á thì tao khỏi cần mày nấu. Vì tới lúc đó ở dưới âm phủ thì món nào á chẳng là món cơm âm phủ. Thôi, tôi qua đây là cái chánh là thăm chị thôi, còn là tụi nó cho ăn thứ gì cũng được ha, đừng đòi hỏi nha. À, tôi nghe cái cơm đó tôi sợ quá. Thôi, ăn món gì cũng được, hồi đó đem cơm âm khác hay là chết rồi. Thôi mày vào gọi cái cúc dây cho mẹ, nhờ nội cơm rượu khoai nấu. Đi vào gọi cái cúc dây. Cúc ơi, cúc a, cúc. Trời ơi, nó kêu chị nó mà tưởng kêu gà. Cốt. Trời ơi, cái con. Má, trời còn sớm bẩn này sao có lúc sớm vậy má? Quên anh lộn. Chú Tư. Sao? Chú Tư quẩn quá. Sáng nào chú Tư cũng không làm gì cái qua thăm má con hả chú Tư? Trời ơi, ghê ạ. Ôi giời, mày nói thế là chẳng khác nào mày bưng cả một thau nước lạnh mà hất vào mặt khác. Con gái con đứa mày làm cái dâu cái kiểu gì mà 9-10 giờ sáng nó thức dậy là sao? Tại vì con Việt Nam mới qua, con chưa quen vợ bên Mỹ. Qua đây bao lâu rồi con? Dạ được 6 tháng rồi. Vậy chắc 6 năm nữa nó mới quen vợ. Con dâu gì mà ngủ như vậy nè, con má chồng nè, 5 giờ sáng thức dậy rồi. Con dâu ngủ hả? Phải có người đánh thức mới chịu vậy. Trời, con nói chú Tư nghe. Nói nào ngay là con đâu biết là qua đây con phải mừng dâu đâu. Hồi đó anh Tòng anh mới về Việt Nam, anh cưới con, anh nói em qua đây đi, không có ai làm phiền em hết trơn á. Cái con hỏi chứ ba má anh á có khó tánh không? Anh nói anh ở có mình ơn à, ba má anh á bị xe cán chết queo hết rồi. Con hiểu quá. Thì đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tánh. Tôi với nhà ông nhà ấy, một đời thật thà như đếm. Nhưng mà không ngờ đẻ ra hai thằng con mới nứt mắt ra mà nó láo như địa, nó nói láo như người rươi. Trời ơi, thôi chị ơi thông cảm đi, dê gái là nó phải xạo. Hiền hiền như tôi mà gặp gái phải nổ chút chút. Thì cũng chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Con làm gì vậy con? Dạ con chuẩn bị sinh con á. Ai có sinh lòng. Nhưng mà này. Dạ. Mẹ vừa bảo với con mình là nấu cơm đãi chú Tư. Dạ. Nó nấu cơm hến. Mẹ ăn cơm hến thấy nó khô quá. Thế hôm nay con có món nào nấu để đãi? Đãi chú đó con. Dạ. Canh chua má. Hả? Ngon chứ. Lại canh chua. 6 tháng nay ngày nào tao ăn cơm chua giết, bây giờ người ta nó chua lét rồi này. Thì tại con chỉ biết nấu con mỗi món đó thôi à. Trời ơi, phúc đức quá. Sáng cơm hến, chiều canh chua, lâu lâu nó lại đổi món. Sáng canh chua, chiều cơm hến. Thôi chị ơi, tụi nó còn ở chị á thì còn có cơm hến canh chua ăn nghe không? Cái món nó dọn đi rồi đó, lúc đó chị muốn kiếm mà canh hến cơm chua cũng có. Chứ từ vui quá. Nhưng mà này, cha mẹ nào cũng có dạy con gái trước khi về nhà chồng học ăn học nói, học gói học mở. Mày á ở tận ở dưới Gò Công á, mày làm vương làm tướng gì dưới đó mà mày không chịu học nấu ăn. Con đâu có thời giờ đâu má. Con rất là bận rộn. Tại vì năm nào á con cũng phải chuẩn bị đi thi qua hậu hết á. Mà không biết làm sao nghe. Con đi thi 7 năm mà con cứ rớt hoài à. Chú Tư với má biết không, nhiều khi á con cũng muốn bỏ cuộc rồi. Mà má con á bả la con, bả nói sao mày ngu quá à? Mày đi thi đi, mấy đứa nó đẹp nó đậu hết rồi á, cuối cùng cũng tới mày à. Đó. Má con hay quá. Nè, con thi 7 lần mà rớt hết hả? Dạ. Nếu mà chú ban giám khảo đó, chú cho con cái giải kiên nhẫn. Có gì hả? Tôi á mà, nếu mà tôi thì tôi cho nó giải mặt dày.
Má, nhưng mà cái Tư biết không, sao má không? Còn mới nói đúng quá nha. Năm rồi nè, con mới đăng ký thôi hà. Là ban giám khảo vừa nghe tên con hả? Là mấy ổng cho con đậu liền. Ủa, sao hay vậy? Thì tại vì mấy ổng sợ gặp mặt con. Có cái đậu liền. Mà chú Tư biết ổng hên thiệt là hên á. Con vừa đậu xong á, cái anh Tòng ở Mỹ nè, ảnh về. Cái anh gặp con, mà lúc đó con đang ngồi chầm hổm ăn cháo lòng ngoài chợ á. Cái anh chạy lại, ảnh đua nguyên chiếc cà gáo học sần bự vậy nè. Học xoài hay học xoài? Mày có làm quá lố không vậy? Hơi thấp, hơi lớn. Vậy thôi. Xong cái con nói, anh đưa chiếc cà gáo học tròn cho tôi đi, tôi chạy cái gậy qua bên tiệm vàng bên đường ha. Tôi thử, mà nếu mà học tròn thiệt á là tôi chịu lấy anh, mà chú đừng học tròn thiệt chứ. Vậy hả? Giỏi quá. Nè, mà chú nghe nói thường thường Việt Kiều về Việt Nam lấy vợ á, thì trong khi chờ để mà giấy xuất cảnh á, mấy cô gái Việt Nam hay đi học nấu nướng là để mốt qua Mỹ lo cho chồng, thấy không? Mà sao bộ con không thích nấu bếp hả? Dạ con cũng muốn á chứ, nhưng mà anh nói thôi em khỏi cần nấu nướng gì trơn á. Sao vậy? Qua bên Mỹ á có food to go gì 4.99 là có rồi đó, cho nên khỏi học. Nhưng mà thế ai dạy mày nấu món canh chua ấy? Thì con nghe trên này vô nó ca đó, cái con biết nấu canh chua ca ăn dày nè. Sao về đi mua đồ nấu canh chua về cho ba mày bữa cơm trưa, cứ gì mà nằm buồn thiếu buồn thiếu. Hay quá. Hay cái mỏ quá bạn. Vậy á, cái là con biết nấu canh chua. À vậy hả? Dạ. Thôi. Mày với cái bình đi chợ về cho mẹ nhờ. Để tao nấu cho. Bình ơi, má kêu kìa. Bình con. Ngư Bình. Hả? Cống tăng tú nương Ngư Bình. Nội quá. Thôi, con ở đó mà con ăn mẹo sống không á. Hai đứa chúng mày á, dạ, đi chợ đi, rồi làm cơm đãi khách. Chưa rồi. Đi. Nhưng mà tao đã dặn hai đứa chúng mày á, chúng mày đã nhớ mua những thứ nào chưa? Dạ, con nhớ. Chứ rồi biết không, hổm á má con kêu đi ra chợ á. Kêu ra chợ mua gì rau mùi. Mà con đi ba cái chợ luôn mà kiếm hoài không có rau mùi. Cái cuối cùng có con người Bắc đó, cổ chỉ rau mùi là rau ngò đó chứ Tư. Tên gì kỳ cục quá vậy? Rau nào mà không có mùi? Thì bởi vậy con mới nói chú Tư, tiếng Bắc với tiếng Nam nó khác nhiều. Bởi vì con mới làm cuốn tự điển nè, tiếng Bắc dịch sang tiếng Nam. Đó, thấy không? Chú Tư á là bạn của má con á, chú Tư cũng cần phải học nghe chú Tư. Rồi, nè, con nói chú Tư nghe tại sao tiếng Bắc với tiếng Nam khác nhau này nha. À, sao con? Tiếng Nam á bánh tráng, thì tiếng Bắc kêu là bánh đa. Hay. Còn dịch sim, tiếng Bắc kêu là con ngan. Có thể sao? Còn dọc mùng, tiếng Bắc kêu là bạc hà. Tiếng Bắc kêu là dọc mùng. Đậu phộng nấu, tiếng Bắc kêu là lạc luộc. Còn chả giò, tiếng Bắc kêu là nem rán. Còn cái mòn á thì kêu là cái chanh. Cái thịt heo á kêu là con thịt lợn. Thịt heo đó. Dạ, con thịt heo. Rắn bụng bò giò heo không kêu là bụng bò giò lợn rứa. Cái món đấy là của người Huế chứ đâu phải của người Bắc đâu. Cái gì? Chị nói gì? Cái món này không phải là của người Bắc hả? Của người Huế đấy. Chị nói thiệt không? Chị đừng có quên nha. Hôm bữa chị nói tôi á, cái mảng cầu dai á, tiếng Bắc kêu bằng quả na đúng không? Đúng rồi. Tôi nghe lời chị vô tiệm, tôi kêu bán cho tôi quả na, bà mẹ đưa tôi nguyên trái lựu đạn. Ê, trời ơi. Ghê vậy hả chú Tôn? Thiệt có sao? Thiệt vậy hả? Ai da, trong chơi nhiều cái là sốc lắm. Thôi, không nói nữa. Gì? Hai đứa chúng mày, hai cô, Công Tằng với lại Hoa Hậu Miệt Vườn đi chợ đi. Chưa sập rồi. Đi. Mà. Cái gì? Con khò khâu ni mùi hoài. Hôm trước hai đứa ra Phượng Lộc Thọ, gặp mấy ba gia bạc cứ nói toàn cá giao tục ngữ. Có câu ní con không hiểu nè. Câu gì? À, con nghe rồi. Hình như cái câu là gỗ gá cặp lại rồi góp gạo thổi cơm chung. Lạ gì vậy má? Gì gỗ gá nghe lạ quá. Không, nó nói là gỗ giá cặp lại. Gỗ giá đó. Đúng rồi. Thì cái câu ấy có nghĩa là những người mà là đã
đó có một lần giang dở à, gặp nhau á, thì à, kết nối lại với nhau à, như vậy thôi biết. Rửa lại giống như chủ tứ vì mã hí. Trời ơi bệnh, tao không ngờ mày giỏi như vậy mình. Trời tao gì mà tao ngu quá mà không ngờ mày bình lùng mà giỏi dữ vậy mình. Ngư binh không tăng tốn nữ ngư binh. Chủ tư gì nữa? Không biết chủ tư mày giao trưởng chủ tư nhìn ảnh mắt lang mang liệt mà con. Chủ tư không dám nói chứ. Nè, giống như câu thơ Hàng Mặc Tử. Ấp ủng thú ơi lấy nửa lời, tình thú bí thiệt lắm thú ơi. Giờ chưa có mở lời gì. Chủ tư quá trại bày tâm sự với mà con đi. Trời ơi mình ơi, tao không ngờ mày giỏi dữ vậy đó hả mình. Ngư binh công tăng tôn nữ ngư binh. Trời ơi mệt quá. Dạ rửa. Ừ. Trời ơi, tụi bay là con dâu, tụi bay làm mai cho mày là chồng thấy chết. Không sao đâu. Thôi mày, kỳ quá. Đừng có đẩy tao mà, kỳ quá. Đừng có đẩy. Đừng có đẩy ai ta. Tự mà. Hai đứa chúng mày chỉ được cái nước à, té nước theo mưa. Nhưng mà ông anh là dân Nam Kỳ muốn nói gì thì cứ toạc móng lợn ra và nói chứ. Đã gần 10 năm nay rồi mà ông anh không tâm, không nói thì tới đợi cho đứa hai đứa mình xuống lỗ rồi mới tâm sự. Xuân à, tôi á người nam thiệt, nhưng mà mỗi lần tôi nói chuyện bình thường thì tôi nói hay lắm, mà sao tới cái chuyện tình cảm thì cái tôi khóc khớp làm sao á. Không mấy giờ về ngư bên có chú mượn cây đờn. Có cách, có cách. Bây giờ về nha. Dạ. Chú sẽ mượn bài hát này để tỏ tình với em. Bài gì chồng chứ? Bài gì chú? Love Story. Good. Sao Nam Kỳ mà còn khách sáo hơn cả Bắc Kỳ. Ôi trời ơi, con ơi. Sao vậy chú, sao vậy chú? Trong nhà sao có mưa? Không phải rửa, nữa là sai affair của chị sáo. Vậy là mưa đều hai bên rồi. Bây giờ sao? Anh Tư à, em hiểu ý anh rồi à, thôi đợi cuối tuần á
thằng Tòng với thằng Phạm nó về rồi á, để em bảo với chúng nó chọn ngày lành tháng tốt rồi em anh dọn sang đây ở với em. Chúng tôi sao không? Đúng đó. Mai một con dự cục mua villa dọn ra ngoài ở. Mà con ở đấy của mình à? Đúng rồi tốt. Rồi chủ tư dọn quá ở với mà con. Ừ đúng rồi con. Đằng cho con người sái vai. Không sao. Vì yêu mà. Anh sẵn sàng nô lệ tình yêu. Bây giờ vậy anh thì người Nam mà đã cai dao tục ngữ không có rành, nhưng mà anh biết là có một câu đó là thuyền theo lái gái theo chồng ha. Bây giờ em muốn anh dọn qua đây ở cái gì anh có điều kiện điều gì là kể từ ngày hôm nay em dứt khoát không nói tiếng Bắc mà phải nói tiếng Nam này nhá, đừng có mà được đằng chân lăn đằng đầu nhá. Ông mà lấy được tôi ấy, là giống như là mèo mù vớ được cá rán ấy nhá. Ở được thì ở, không thì xéo thẳng. Giỡn chơi mà. Làm dữ quá. Mà con. Dạ. Má chồng con nói cá rán phải là con cá lai con gián. Không phải. Nói con cá rán là gì? Cá gán là cá chiên đó chú Tư ơi. Bởi vậy con nói chú Tư đi học tiếng Bắc đi, để mẹ ở được với má chồng của con. Thả giọt cho ta trăm ngàn ly rượu độc, để đời đời mai mỉa chua cay, đưa ta vào cơn lốc, cho mang mang, cho hoang mang đến tận đỉnh sầu. Trời ơi, sao từ sáng giờ uống hết chai rượu mà không thấy say? Chả biết XO kiểu gì đó. Điêu thuyền ơi, mang rượu ra đây cho cha đi. Điêu thuyền. Dạ. Ui giời, sao con làm cái gì mà cứ quỳnh huỵch thế? Con gái con lứa là lúc nào cũng phải rất là dịu dàng. Ủa cha, sáng chưa cho ăn breakfast, cha uống rượu gì cha? Và cái rượu gì mà từ sáng giờ ra uống là chả say gì cả? Trà mà say vậy cha? Sao lại trà? Thì cũng cha, cha nói á, uống hết rượu thì đổ trà vô chân cho nó sang. Ui giời ơi, thế là ai uống mà hết? Có. Bó tay. Có đứa con gái mà uống rượu như thần thế này. Ủa mà cha, sao tự nhiên cha buồn hiu vậy cha? Buồn, buồn mà không có gì để say đây này. Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn. Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say. Được không? Cha, con nói thiệt nha, cha hát thì hay dữ lắm luôn, mà cha đừng có nhảy kỳ lắm. Kệ tao. Cha, cha có chuyện gì buồn cha nói con nghe được không cha? Buồn lắm ấy.
Buồn mà buồn sao, nói cho con biết đi. Tất từng khúc ruột đây này. Đứt ruột hả? Vậy thôi con chở cha đi nói ruột nha. Con này buồn tức là buồn. Buồn à, cha muốn đi cầu á hả? Mày điên à? Tại cha nói gì vậy? Con đâu có biết chứ sao. Bao nhiêu trí khôn nó dồn hết vào chân hay sao? Cứ dài thường thượt đó. Buồn buồn thiêu. À là buồn buồn hiu á phải không? Ừ. Hèn chi cha ơi, thôi cha vô cha ngồi đi. Cha vô cha ngồi giùm con đi. Cha đổ mồ hôi trơn rồi, ông kêu Jennifer lấy khăn ra lau cho ông lẹ lên. Dạ. Mày lấy cái khăn gì mà mày đi lâu thế? Dạ con phải đi theo nhạc đó không? Mày đứng ở đấy thì người ta che hết rồi, máy quay vào tao làm sao được? Dạ thưa ông, hôm nay nhà mình có ai chết mà ông khóc quá vậy ông? Bố mày chết ấy. Ủa bố của Jennifer chết lâu rồi mà. Người ta là con ở thì người ta là con sen hay là con nụ con vối gì tên là Jennifer. Mày làm như là mày là hoa hậu. Ủa ông không có biết cái vụ mà con xác định cứ ở Mỹ hả? Mà con qua Mỹ rồi là con thi quốc tịch. Con có quốc tịch rồi, con bảo lãnh ông qua nha. Mày qua Mỹ làm cái gì mà tiếng Anh tiếng U mày không biết, mày qua đấy mày lại đi ở đợ à? Ông nói gì mà cũng nói nghe được à? Ông không có nhớ cái câu ông dạy con à? Cây quýt trồng ở Giang Tây thì chua, mà trồng ở Giang Đông thì ngọt. Con tuy ở đây có thể là ở đợ, nhưng khi qua Mỹ con sẽ là chủ chợ. Còn ông ở đây tuy có thể là làm lớn, nhưng có thể qua Mỹ ông sẽ lãnh welfare. Thôi tôi kêu đi ra đây á là lau mặt cho cha, tự nhiên nhiều chuyện quá à. Dạ tự nhiên gì lên. Để con trời lau cho. Sao lấy cái khăn ông toàn lau mặt vậy? Dạ tại vì cái khăn lau mặt ông lấy ông lau bàn rồi. Thôi ơi đi vô lẹ lên lấy khăn khác lau cho cha ta. Dạ. Đi, sao lại con đứng đấy làm gì? Dạ con chờ nhạc đó không? Trời ơi. Không có nhạc. Ủa không có nhạc hả? Vậy thôi để đi tự nhiên. Mệt cũng chết luôn à. Trời ơi cha con thiệt với cha nha. Con mệt với cái con nhỏ này quá trời. Cha mà không chết vì bệnh thì cũng chết vì điên vì con này. Cha có chuyện gì buồn? Bộ cha bị lay off hay cha nói cho con nghe đi cha. Không. Hoàng thượng mới gửi mật chiếu. Mật chiếu? Mật chiếu ở đâu? Dạ có mật chiếu đây. Dạ chiếu đây, mật đây. Con điên, mày đi vào ngay cho tao. Ủa nói mật chiếu con mang ra mật chiếu mà cũng sai à, có lỗi quá, đi vô tự xử. Trời ơi cha ơi, con điên đầu với con nhỏ này. Cha mật chiếu gì đâu, con đâu có thấy ai gửi đâu cha. Hoàng thượng hồi sáng nay inbox cho cha. Trời ơi. Đây này, dài lắm. Rồi cha đọc con nghe đi. Chấm không may sinh vào thời loạn, ngồi chân gai vàng mà như ngồi trong đống lửa. Gian thần Đổng Trác và con nó là Lã Bố hoành hành trong triều, bao nhiêu cung phi đẹp chân dài bị nó chiếm hết, chia nhau xài. Chỉ để lại mấy bà vừa già vừa béo vừa hôi, đứng gần thôi là chấm đã ngất vì xấu quá. Nó lại còn mở party chụp hình post Facebook. Ủa? Trời. Hôm sinh nhật chậm, nó gửi thiệp có nội dung là kính chúc bệ hạ sắp sửa hạ bệ. Thế có láo không chứ? Chậm nhìn trước trông sau, thấy có mình khanh là trung thần, là cha đấy. Dạ. Yeah. Cơ đồ nhà Hán, vì cơ đồ nhà Hán, nay Hiền Khanh giúp chấm bí mật kêu 500 anh em thanh toán nó để chăm họ được yên vui. Xong việc, Khanh gọi cho chấm, nhớ gọi bằng điện thoại V247 cho âm thanh rõ ràng và không bị mất sóng. Đấy. Ký tên Hán Hiến Đế www.vuabuonnhin.com. Đấy. Cha. Ui giời, cái gì đấy? Cái thằng Đổng Trác là thằng nào vậy cha? Phải gọi là Đổng Thái Sư. Nhưng mà gọi Đổng Trác chém đầu cả nhà mình nè. Tại sao ông Đổng Thái Sư là nguyên cả triều đình vua mà ai cũng sợ ông hết, không có ai trị được ông sao cha?
Thế mới nói bây giờ cha đang phải nát óc suy nghĩ là phải làm thế nào đây này. Suy nghĩ lắm đấy. Con gì vậy? Sao tự nhiên cha quỷ cha? Con là con phải cứu nhà Hán. Trời ơi, con biết gì đâu mà cứu. Con phải cứu vua. Trời, con còn cha. Nhớ không? Nhớ gì? Ngày xưa hồi con còn nhỏ, cha đưa con đi xem bói, bà thầy bói nói với cha là con có số sát phu, lấy thằng nào chết thằng đấy. Hả? Sát phu lấy thằng nào chết đó. Ừ. Thiệt không cha? Cha buồn. Trời ơi, con thích quá à. Cái gì đấy? Thì tại vì lấy nào chết đó không được lấy nhiều, cha không thích sao được cha. Chính vì thế nên cha quyết định là con phải hy sinh, gả cha, gả con cho Đổng Trác để cho nó chết cha nó đi. Hy sinh phải không? Hy sinh. Ủa, nhưng mà bộ không xấu lắm sao mà cha kêu con phải hy sinh? Không xấu thì cũng không mặt giống con chó mặt sẹ, mà bị một cái tật là không bao giờ tắm cả. Không sao, bây giờ con nói cho cha nghe, con lấy là ổng chết liền cho nên con không sợ, con sẽ hy sinh gì cha. Cha đừng có lo nha, nha cha. Ui, hay. Thưa ông, con xin có ý kiến. Làm sao con? Cô con vốn dĩ là lá ngọc cành vàng. Đúng. Quanh năm sống trong cảnh kính cổng cao tường, một chiếc lá rơi cũng làm cho cô con hoảng sợ. Đúng. Vậy mà ông nỡ lòng nào lại gả cô con cho Đổng Trác, vừa già vừa xấu lại vừa hôi. Tội cô con quá cô ông ơi. Cái con này ta nói ta hy sinh rồi tự nhiên. Ồ, cô hy sinh à? Ủa? Cô đã dám hy sinh vì nước thì con đây cũng sẽ hy sinh vì cô. Con hy sinh như thế nào? Đây, con có cách như thế này. Ừ. Ông cứ gả Đổng Trác cho cô đi. Ừ. Cho cô cho Đổng Trác đi. Sao? Đêm tân hôn, con sẽ lẻn vào phòng Đổng Trác. Rồi sao nữa? Con leo lên giường Đổng Trác. Con rút cái trâm ra. Rồi sao? Trâm. Rồi con sẽ động phòng cùng với Đổng Trác. Con điên. Đổng Trác nó thích chân dài chứ chân bằng hai gan như mày để nó chém đầu cả nhà tao à? Dạ thôi, vậy thôi, con sai, con xin phép con đi vô. Mệt chứ con này dễ sợ luôn á cha. Rồi, đó, bây giờ con hy sinh cho cha rồi đó. Nhưng mà cái con điên vừa rồi nó lại nhắc cho cha một cái chuyện này. Chuyện gì cha? À, cha có một cái kế nữa. Kế gì? Liên hoàn kế. Bây giờ cha gả con cho Đổng Trác xong, cha sẽ bí mật gả con cho lão bố. Hai cha con nó sẽ ghen tuông mà giết nhau. Cha gả con cho Đổng Trác, rồi gả con cho lão bố. Cha con phải lấy hai cha con. Cha cũng đau lòng lắm. Thiệt không cha? Trời, con thích quá. Cha gả lẹ nha cha. Thích quá à. Làm đi cha. Con cứ làm cho cha hồi hộp quá. Cái gì vậy? Chứ ông là... Con xin có ý kiến. Là ý kiến nữa hả? Trời. Bây giờ cô con vốn dĩ là lá ngọc cành vàng, quanh năm sống trong cảnh kính cổng cao tường, một chiếc lá rơi. Thôi tụi mày con... Thôi. Nãy giờ tao nghe hai lần câu đấy rồi. Dạ. Mày nói gì mày nói luôn đi. Cô con như vậy nè, mà ông gả cô con cho Đổng Trác, rồi gả cho lã bố nữa, một mình cô con sức đâu mà chịu cho nổi, tội cô con lắm ông à. Nè, ta đã nói ta hy sinh mà cứ nói hoài à. Ủa, cô hy sinh hả? Ủa, cô đã dám hy sinh vì nước thì con đây cũng sẵn sàng hy sinh vì cô. Là hy sinh như nào? Cứ gả cô điêu thuyền cho Đổng Trác đi, còn riêng con hãy gả con cho lã bố. Mày đi vào ngay trong kia cho tao. Đi. Đi vô dạ. Liền. Ủa, sai nữa hả? Sai. Sao nãy giờ con sai hoài vậy? Dạ, con xin phép đi vô. Đó, bây giờ cha đừng có lo nha, cha yên tâm nha. Con sẽ hy sinh lấy hai cha con cho nó chết nó. Nha, giờ con. Cảm ơn con. Con vào con chuẩn bị đi để cha gọi ngay cho Đổng Trác. Đổng Thái Sư. Alo, Đổng Thái Sư hả? Dạ vâng ạ, dạ Tư Đồ Phủ Doãn đây ạ. Hôm nay là sinh nhật của Lão Phu. Lão Phu mời Đổng Thái Sư ghé bộ uống chén rượu nhạt. Dạ vâng, dạ không quà cáp gì cả, không cần ạ, dạ tiền mặt được rồi. Vâng ạ, dạ, vâng ạ.
Dạ chào thái sư, see you later. Bye. Trọng thái sư. Dạ làm. Chuyện gì? Dạ, ban nhạc bị chó cắn. Nhà ông nuôi chó bẹt dê à? Có mấy con chihuahua thôi. Chihuahua gì mà dữ vậy? Làm sao mà tổng đồng thái dư đi đâu phải có ban nhạc đi theo à? Chứ sao? Nó làm gì mới hoành tráng được. Chúc sanh thần Dương Từ Đồ đa tạ đồng nào thái sư vui vẻ và mau ăn chóng lớn. Hết lớn được rồi thầy. Đa tạ đồng thái sư. Đồng thái sư trông vẫn oai phong lẫm liệt. Nhưng mà dạo này có gì hơi khác khác này. Tôi nhìn thấy là ngày xưa ấy thì ăn mặc rất là hoành tráng, nhưng mà bây giờ thì có vẻ là hơi bị hoa hòe bảy màu nhỉ? Hay là có vấn đề về giới tính? Ai nói? Giới tính ta không bao giờ thay đổi. Không thay đổi mà cái tay làm ghê ấy. Ta liệu thôi. Đồng thái sư có một cái thói quen mà không biết là bây giờ đã thay đổi chưa. Là thói quen không bao giờ tắm. Ai nói? Ta tắm, có tắm mà. À, tắm bao nhiêu lâu một lần ạ? Một năm tắm một lần. Sạch quá. Vậy mà tôi có một cái điều thắc mắc này. Cái gì nữa? Tắm ít như thế mà lúc nào đồng thái sư cũng người cũng rất là thơm, không biết là đồng thái sư dùng loại nước hoa gì mà xịn như vậy. Nước hoa gì? Nước hoa nào mà ta dùng cho đủ? Đó là cái mùi ông hửi thấy, đó chính là thần dược dầu gió xanh hiệu con ó. Wow. Chữa ba bụng. Có cái gì đặc biệt không? Quá đặc biệt. Ta thì có tật tham ăn. Hôm bữa là vua có mời tới ăn buffet. Tại vì quá tham ăn cho nên ngã lăn ra cung điện. Mọi người nghĩ là ta bội thực. Ta ối ra rồi mà vẫn còn no hơi sình bụng chống mặt nghẹt thở. Bữa đó ta tưởng ta chết rồi đó. Chết mày quá. Cái gì? À không, thái sư mà chết thì ai mà cai trị đất nước. Tất cả quan vị trong triều chữa trị cho ta. Không ai chữa được. Ta nói ai chữa được ta sẽ thưởng. Nếu không ta sẽ tru di tam tộc. Chết. Thế có ai tru di chưa? Bất ngờ có một thằng lính hầu, nó dâng cho ta chai dầu này. Nó nói là trong uống ngoài thoa. Quả nhiên vài phút sau ta hết liền. Quả là thần dược. Từ đó trở đi, đi đâu ta cũng cầm theo dầu gió xanh hiệu con ó này. Nhức đầu, cảm cúm, chóng mặt, đau bụng, ta đều xài nó hết. Cái thằng lính nó dâng cái dầu này đó, từ binh gì ta đưa lên thiếu tướng luôn rồi. Hay quá, đồng thái sư thật là sảng khoái. Nói ta tiệc tùng gì sao không thấy bài biện gì ra hết trơn hết trời vậy. Thái sư cứ yên tâm. Trước khi mình nhập tiệc, tôi có chuẩn bị một chương trình ca nhạc. Ca sĩ local hát giả lắm, ta không nghe đâu. Không, đây là đứa con gái của lão phu. Nó mới tốt nghiệp nhạc viện xong để ra mắt thái sư, xem là thái sư xem có thi được Vista hay không. Được, cứ kêu ra, có gì ta sẽ nâng đỡ. Dạ, mời thái sư ngồi. Điêu thuyền. Anh Trác đi hả anh Trác? Ôi giời ơi, sao lại gọi là anh Trác, không phải gọi là đồng thái sư. Ê, gọi bằng gì cũng được, đừng kêu bằng mày được rồi. Có Trác đây. Chà, con thấy anh Trác cũng cao to đẹp trai, bụng bự chút xíu thôi hả, đâu có xấu đâu chà. Thì con đừng nói lung tung. Đứa con gái của lão phu nó vẫn còn nhỏ dại. Đồng thái sư thông cảm.
Không có sao. Nàng có thể biểu diễn cho ta nghe được không? Dạ. À, con Jennifer mang đàn cho cô. Dạ. Dạ, tiên nữ xin ra mắt Đổng Thái Sư. Ừ. Đổng Thái Sư may mắn quá, cô con cả đời không bao giờ hát cho ai nghe hết. Vậy mà hôm nay cô hát cho ông nghe, bởi vậy ông phải ráng nghe lời ca tiếng hát của cô con nha. Chứ nếu ông mà không có hiểu, người ta gọi là đàn gãi tai trâu đó. Ủa, sao ngươi biết ta tuổi trâu? À, trời, câu trả lời không hề liên quan. Dạ, bó tay. Vậy nè, Đổng Thái Sư là ban giám khảo của V-Star thì làm sao mà những người dám nói đàn khải tây châu chứ hả? Ừ. Thôi mày đưa đàn cho cô đi. Dạ. Hết sao ông nội? Ôi trời, hết lúc nào mà nhanh thế, sao chả ai báo gì cả. To ghen. Hả? Dương từ đâu? Hả? Tại sao ông Lâm làm cái chuyện tài trời như vậy? Hả? Giờ này còn đi xuyên gối nữa hả? Đồng Thái Sư. Tại sao? Con gái thần nó có hát sai gì đâu mà Đồng Thái Sư lại tức giận như vậy ạ? Ta không nói con gái ngươi, ta nói ngươi. Thế sao? Tại sao dám làm cái chuyện mà có con gái đẹp mà giấu kỹ vậy? Úi dồi ôi, Đồng Thái Sư cứ làm thế nó ướt hết cả quần. Sợ quá. Sao? Ừ. Khổ. Tại sao vậy? Có đứa con gái mới lớn. Ừ. Cứ phải giấu. Ra đường bây giờ toàn dê không à. Ủa, ta tưởng con mình tay dê thôi mà. Đầu nhiều lắm. Ừ. À, sao? Nó đến tuổi cập kê cho nên là muốn Thái Sư xem mặt để gả cho cháu nó một cái đám nào trong triều á. Quý phái cao sang một chút. Kiếm một tấm chồng. Ừ. Cao sang. Ở trong triều này ai cao sang bằng ta? Dạ thưa ông, bẩm Thái Sư, ông có cao nhưng không có sang. Người nói gì? Dạ con lỡ lời. Dạ con rối, con lỡ lời. Dạ. Tha cho ngươi lần này. Ừ, dạ. Bữa nay ta vui đó. Dạ. Không biết là cha. Ừ. Cái gì đấy? Nhận con làm con lễ đi. Nhạc phụ hiền tế. Ôi giời, thôi thôi, Đồng Thái Sư, sao nhanh thế? Sư sải cái gì ở đây, người già hết, kêu con đi mà nhạc phụ. Khổ quá, nếu mà Thái Sư mà lại được là, à tôi là bố vợ của Thái Sư thì còn gì bằng. Đấy, nhưng mà còn 50 bà ở nhà thì sao? 50 bà đó, tôi đưa cho viện dưỡng lão hết, đừng có lo. Dạ, dạ thưa ông, dạ con xin ý kiến. Chuyện gì? Cô con vốn dĩ là lá ngọc cành vàng, quanh năm sống trong cảnh kính cổng cao tường, một chiếc lá rơi. Mày nói luôn đi, mày đừng có nói nhiều thế. Dạ, dạ nói chung đại loại là ông lấy cô con thì cứ lấy, nhưng mà về con sợ là đêm động phòng ông làm nhẹ nhẹ tay không thôi. Cô con xỉu, cô con yếu lắm. Dạ. Sách có câu trường túc bất chi lao, có nghĩa là chân dài không bao giờ biết mệt. Ta chỉ sợ ta mệt chứ không phải điều thiện. Dạ thưa ông, con lại xin ý kiến. Cái gì nữa? Vì là bây giờ cô con đã đi theo ông đó hả? Cô con lấy chồng rồi ư? Ừ. Cô con vốn dĩ là lá ngọc cành vàng, quanh năm sống trong kính cảnh kính trọng cao thượng. Dạ. Tôi vô đây chưa đầy 15 phút tôi nghe nói 2-3 lần rồi. Dạ. Muốn gì thì nói lại đi. Dạ. Cô con đã đi theo ông rồi, cô con lấy chồng, con cũng muốn đi theo để che chở cho cô con. Ông hãy kiếm cho con một tấm chồng như ý. Được. Người muốn chồng như thế nào? Dạ. Cô con đã lấy Đổng Thái Sư thì con chỉ cần lấy thái tử là đủ rồi. Ta sẽ cho người lấy thái giám. Thôi, dạ thôi, dạ thôi bỏ, con ở nhà cũng được. Chứ lấy thái giám vô chổng rồi cái chơi banh đũa với thử áo đầm mệt lắm mà. Dạ con xin phép con vô. Dạ. Con sợ. Chưa từ đâu. Anh trai mang cháu nó ra để không đưa ông. Ngày mai ta sẽ đưa quần thần tới đây rước dâu liền. Ôi sao nhanh thế? Cưới vợ phải cưới liền tay mà. Thái Sư. Chuyện gì? Thái Sư. Hả? Ông muốn nói gì?
Thái sư. Biết rồi, cái gì? Thái sư ơi, nếu ông muốn lấy điêu thuyền làm vợ thì xin hãy tắm rửa và ăn chay cho đủ 30 ngày. Ăn sao nữa? Hết rồi. Ông rảnh quá ha. Nè, ăn chay thì có thể được, nhưng mà cái mạng tắm thì bỏ đi nha. Không. Ta lấy 50 bà vợ rồi, nói giờ ta có tắm đâu. Phải tắm chứ, làm sao lại không tắm thì là ông sắp làm vua. Bây giờ phải theo cái lệ của cung vua là ăn chay và tắm rửa. Thôi được, vì điêu thuyền, ta sẽ đi tắm trắng. Dạ cũng được, thôi, tốt quá rồi, chịu tắm trắng là được rồi. Ta nói cho ông nghe điều này bí mật. Ta sẽ đoạt ngôi vua. Hả? Sau này, con ông sẽ trở thành chính cung hoàng hậu. À, nhưng mà thái sư mà lên làm vua là hay giết người linh tinh lắm, cho nên là con cháu nhà tôi nó hiền lành, thái sư phải hết sức nhẹ nhàng. Yên tâm, ta chỉ giết chúng thằng cài chớn thôi, ta không bao giờ giết vợ. Điều thuyền. Dạ. Ta về nha. Dạ. Vài bữa nữa ta sẽ đem quân lính tới để mà rước nàng về dinh. Dạ anh Trác về. Đẹp quá. Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta, chiếm tim ta. Chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi trong ta, mãi trong ta. Lời thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong mơ, mơ xa. Lòng thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào. Lòng thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào. Đẹp đôi quá. Thôi, ta về nha. Dạ, rước thái sư lại phủ. À khoan, quên. Giật bất ly thần, dầu gió xanh hiệu quả ngó, chữa ba bệnh. Mình tưởng ông ấy quên là mình được chai dầu gió, hóa ra là ông cũng... Cha, vậy là kế hoạch của cha đã thành công rồi, bây giờ sao cha? Tốt, bây giờ con lại vào chuẩn bị tiếp, ba cha lại gọi thằng lã bú. Vậy nhá, khi nào cha kêu ra nữa nha cha. Lã Văn Bố. Alo, Lã tướng quân đấy hả? Lão Phu đây ạ. Lão Phu là Vương Tư Đồ. Vâng, hôm nay là sinh nhật của Lão Phu, xin mời Lã tướng quân tới chơi một chút. Ơ, đang trên đường rồi à? Ồ, vâng. Rồi, see you later, bye. Tư Đồ. Úi giời. Tư Đồ. Sao nhanh thế? Nãy giờ ta đứng ở ngoài cửa vừa mời là ta phóng vô đây liền. Tư Đồ nè. Happy birthday Tàu Du. Happy birthday. Hay quá, đúng là võ tướng có khác. Happy birthday cũng rất là đặc biệt. À, mà có một cái điều Lão Phu muốn hỏi tướng quân mà không biết là có tiện không.
hỏi hỏi lẹ đi chứ đứng trụ vậy cũng hơi mệt lắm. Ừ, hỏi lẹ đi. À, lúc nãy là hát thì hay à, múa này, nhưng mà cái cuối cùng ấy là như này là làm sao, là làm gì đó? Cái đó là ta giật như vậy là người ta kéo cái lông trĩ xuống đó mà. Ô à, thế lông đâu? Hồi đãi đi lật đật quá chưa có kịp gắn lên. Trời ơi, giờ gắn lên được đó. À, sao sao mọi khi cái lông chỉ dài mà sao lông này ngắn thế nhỉ? Cái đó là lông chỉ, còn này lông vịt. Đẹp không? Hay, đẹp trai quá. Quá đẹp trai. Đẹp trai đúng không? Ừ. Từ đồ có biết bài lời tỏ tình dễ thương số 2 không? Biết. Đó, cái bài đó đó. Hi. Anh number one, đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Bà đã viết cho ta đó. Thế à? Thế là cả nào không ai dám hát cả. Bà viết cho ta thì chỉ có một mình ta hát thôi. Nè Tư Đồ nè. Dạ. Hồi nãy ta coi new feed trên Facebook á. Thế à? Liên lượt đã lên Facebook nhanh thế rồi. Cho biết. Thì ta thấy rằng là cha ta nói là sẽ qua đây cưới con gái của Tư Đồ. Ông chừng là con gái Tư Đồ chắc phải đẹp lắm nên cha ta lật là cho năm bà vợ kia vô trong nó xin hôm hết rồi. À, mấy giờ Tư Đồ cho ta coi mặt kế mẫu được không? Coi được không? Coi được không? Tư Đồ cho ta coi được không? Đánh đeo nổi. Trời đất, cho coi mặt kế mẫu chịu cho coi mà cứ cười ha ha hoài. Cứ bình tĩnh. À, được. Được phải không? Sẽ gọi cháu nó ra cho ra mắt Lã Tướng Quân. Chiêu liền, chiêu liền. Con ơi. Dạ. Tiên nữ xin ra mắt Động Tướng Quân. Điêu thuyền đấy à? Dạ. Ta về. Ê. Nhầm. Nhầm cái gì? Con này nó là người ở điêu thuyền là con của gã của lão mà nó lại là phi thuyền. Mày đi vào ngay. Con này phi thuyền thì phi công nào dám lái? Dạ cũng có mấy chục người lái rồi đó. Mà lái thằng nào chết thằng đấy. Tiền mấy chắc... thằng phi công đó chắc nó không có biết phi thân cho nên nó bỏ mạng luôn. Dạ thôi bây giờ con phi thân vô trọng đi chứ đứng đây sợ lã bố thấy. Lã bố đừng ói. Dạ vòng. Gọi cô ra đây. Cô ai vậy? Tưởng đâu điêu thuyền không à? Điêu thuyền. Dạ. Úi dồi ôi, đúng là lã bố hí điêu thuyền. Anh bố đi hả anh bố? Anh bố đẹp trai quá trời quá đất ạ. Thật sự là hôm nay ta bớt đẹp rồi đó. Ủa gì hả? Tại ta mới đi đánh giặc ở bên Afghanistan về. Sóng gió sa mạc làm ta bớt lung linh và lộng lẫy đi. Ồ gì hả? Chàng đừng có lo, để chút xíu đó em sẽ tặng hai chàng hũ kem chống nắng của Kỳ Duyên House. Oh, I like. Thank you very much. Thank you. Võ tướng có khác rồi, có cảm ơn thôi mà cũng mưa phun đầy mặt. Lã Tướng Quân đánh giặc thì rất giỏi, nhưng mà tôi nói thật. Nói sao? Cái riêng cái khoản gái là không có thể nào bằng Tổng Thái Sư được. Tư Đồ được có cái nói đúng. Thật sự cái vụ cua gái thì ta thấy cha ta rất là hay. Tại vì trời thương ổng cho nên ổng thường chơi. Còn ta trời không có thương nên thường không có chơi. Tại bận rộn đi đánh giặc quá mà đâu có thời gian đâu mà bồ bịch. Bởi vậy cả triều đình nó đồn ta bê đê. Cái gì vậy? Mới có đồn chứ phải thiệt đâu mà làm gì khóc liền vậy? Không phải vì chuyện đấy. Chứ chuyện gì? Chả là thế này. Thế này. Tôi mời Đồng Thái Sư qua đây coi mắt con gái của tôi. Ừ. Để xem là nó có hợp không để cưới cho Lã Tướng Quân. Ừ. Mà ông ấy qua ông thấy con gái tôi đẹp quá thế là ông hốt luôn.
chuyện này sao? Vâng. Ấy, tôi này, tôi cũng muốn gả cho cái người mà nó phải tương xứng, ấy, đẹp dai, phong độ. Đấy, con gái tôi cũng muốn lấy một cái người mà phải giỏi giang, phải còn giỏi võ. Tư Đồ nói đúng. Nếu Tư Đồ đã muốn gả con gái cho ta, điêu thuyền nàng cũng muốn lấy ta, thì động trác nô đo. Ủa, nô đo là gì vậy? Bích cửa cài thêm hai trái lựu đạn vô. Nhưng mà ông ấy, cả triều đình sợ ông ấy, mà lại cả nước sợ ông Đổng Trác, thì làm sao mà bây giờ tôi làm thế nào bây giờ? Cả nước sợ Đổng Trác, cả triều đình sợ Đổng Trác. Đúng. Vì bên Đổng Trác có lã bố ta. Không có lã bố thì Đổng Trác chỉ là đống rác. Một ông già bất lực, bệnh tiểu đường, trói gà cũng chặt, thì có gì đâu mà phải sợ. Bố ơi. Ơi bố đây. Không, con kêu anh bố, con kêu cha. Kêu phải rõ ràng là anh bố. Này, vô trong đi, cho đôi trẻ tao tâm sự chút. Đi vào uống trà mà biết điều gì hết rồi. Anh bố ơi, vậy là từ nay em không kêu anh bằng anh nữa rồi, mà em phải kêu bố bằng con. Ê. Why? Thì tại vì em phải lấy cha của chàng là Đổng Thái Sư đó. Đâu có được. Điêu thuyền là của lã bố, lã bố là phải của điêu thuyền. Điêu thuyền nàng phải về với ta. Điêu thuyền. Anh bố. Bố. Ơi bố đây. Con kêu không? Tại sao người dám mơ ma của mày? Má cứ đứng đây, anh qua anh xử ba, sao anh về anh cưới má liền. Đổng Trác, mày nói cái gì? Đổng Trác, mày muốn cái gì? Tại sao là ôm gia của ta? Không, điêu thuyền là của lã bố. Mày, đưa tôi đâu? Chuyện này là sao? Ha? Ông, tôi không biết làm thế nào. Không biết làm thế nào là thế nào. Lã bố giỏi võ như thế, bây giờ sang đây nó bảo là xem mặt kế mẫu, thế là bây giờ xem mặt đẹp quá, thế là nó lệ thích, nó lại vớt luôn rồi. Mà cũng tại ông. Sao tại tôi? Tôi đã dặn rồi là đừng có post Facebook. Tự nhiên là post Facebook là ai cũng biết là nó sang đây, có phải bây giờ mất vợ không? Tôi, mà cái gì? Tôi thích thì tôi post. Ai? Bây mà tôi nói cho ông biết lúc nãy nhá, nó còn nói là ông bị bất lực. Cái gì? Lại bao? Người em nó là bất lực à? Thằng hỗn lao. Tôi biết hay. Ai? Hay? Hay? Người muốn gì? Ông muốn gì? Thôi. Cái gì vậy? Giờ muốn quýnh lộn phải không? Quýnh lộn phải không? Anh á là con phải nhường cho cha, biết chưa? Biết chưa? Cha con gì? Ta họ Lã, ông họ Đổng, không có liên quan gì với nhau hết. Ô, ta là Lã bố, cha ta là Lã Giọng. Nàng có ăn cá Lã Giọng chưa? À, có ăn rồi. Ngon đúng không? Ngon. Ba ta làm đó. Ủa vậy hả? Còn bên kia, ta chỉ mới làm công trọng có 2 năm thôi. Cái già cả lớn tuổi kêu tiếng cha vậy, chứ không lẽ kêu tiếng mày, nó cũng mất dạy. Thằng mất dạy. Dạ thưa cha. Ừ. Giờ dinner đã tới. Cha muốn ăn cơm hến hay cơm âm phụ để con nấu? Cha thì cha hợp với hến, không hợp với âm phụ. Dạ. Mày ghen nước miếng vô đi. Dạ. Cha chảy xuống đụng với nước luôn kìa. Đưa đồ. Ai đây? À, đây là con gái nuôi thứ hai của lão phu. Ừ. À, chị nó là điêu thuyền, em nó là điêu linh. Oh. Nghe sao muốn điêu đứng luôn vậy? Ta sắp điêu tàn rồi. Nè,
Từ đó toàn là con gái nuôi xinh đẹp hết. Chẳng hay nàng này xuất xứ từ đâu? Vâng, con ra thưa chuyện với lã tướng quân, với đồng thái sư rồi tự tóm tắt thiểu sử luôn đi con. Dạ. Dạ thưa đồng thái sư. Dạ thưa lã tướng quân. Ngày ngày em gánh hàng rong. Trên phố có hàng cây thông. Dưới phố có một vườn bông. Vườn bông có con kỳ nhông. Và ngoài chợ cũng rất đông. Chợ cặp anh lĩnh lệ tên Phong. Anh là người đàn trong, dừng em về phủ Khai Phong. Cái này là con tào lao này con này. Cái phủ này á, là phủ Doãn, là ba là Vương Tư Đồ chứ không phải là phủ Khai Phong. Con lồn, con lồn. Con á, con tiếng Huế con đừng nói chữ lộn, nó kỳ lắm, con phải nói chữ nhầm. Bởi vì con thích nói vương ông, con nhầm. Con nhầm. Nhầm mà, rồi sao được. Rồi vào đây, em gặp được hai cộng lông. Gặp được hai cộng lông. Nhiều khi có lông nó cũng có cái lợi. Chứ không có giống như bên kia. Trời lỗi. Xin lỗi mày à. Cái này là cái gì mày? Cái đó rau. Ông nói. Rồi. Được. Yeah. Cái gì? Tình chạm áp như vầng thái dương. Mày muốn cái gì mà nói mẹ ra đi. Cái gì mà chàng... quá đáng gì cha. Từ từ chứ, xuống xúc mão ta luôn à. Mới thấy gái đẹp thôi mà làm gì mà dữ vậy nè. Chào con, tôi nói nghe nè. Chuyện gì? Ai cho con tâm sự? Sao? Con nói cho nghe. Nãy giờ con thấy con mất bất hiếu quá. Đúng. Lương tâm con cắn rứt. Ừ. Thấy có lỗi với cha quá. Ờ. Bây giờ con tính như vậy. Sao? Điều thiện của cha, điều linh của con. Mày chơi cha tao hả? Hả? Điều linh của tao, điều thiện của mày. Không, điều thiện của cha, điều linh của con. Điều thiện của mày. Không, của cha. Điều thiện của mày, mày. Của cha. Mày tới cãi. Con tự nhiên bây giờ con vào đây làm con làm hỏng hết chuyện của cha với cả chị rồi. Con vào đây làm gì? Con quên. Con đi kiếm Nguyệt Cạc ơi. Nguyệt Cát của mẹ mua rồi. Ơ Nguyệt Cát. Con Nguyệt Cát đâu rồi? Đâu rồi? Trời ơi. Này kiếm ai? Ủa kiếm cái gì vậy? Con Nguyệt Cát. Nó đi kiếm con của nó khổ. À? Ủa nàng có con rồi sao? Nói vậy là nàng đã có chồng. Dạ không. Hên quá. Chị mới có con thôi. Cái niên người Mỹ gọi là single mom. Chết cha ơi. Vậy thì cha đứa bé đâu? Dạ cha đứa bé đang bận diện cho chương trình Thủy Nga quay show 121. À? Ai vậy? Lệ. Dạ Băng Kiều. Cái thằng này nhỏ mà nó lẹ dữ. Bởi vì người ta nói đúng, nhỏ mà nó có vỏ, chỗ nào cần bự nó mới bự. Theo tôi thì cái chuyện này mình không nên đào sâu. Mình bỏ nó đi. Bỏ bỏ cái gì? Tôi thấy nhìn ông hơi giống giống đó. Thôi. Đây, đẹp trai thế này cơ mà. Rồi, được rồi. Cha, yeah. Bây giờ cha tính sao để chứ con thấy vậy là không được rồi. Cha tính như vậy. Ở nhà này, một đứa thì ô môi, một đứa thì single mom, không có vui. Bây giờ về triều, cha con mình đoạt ngôi vua, rồi tuyển cung phi toàn quốc chia nhau xài. Cha, con thấy mấy mình nên tuyển hoa hậu đi. Hoa hậu của con, á hậu của cha. Mày chưa cha tao nữa hả mày? Con hơn cha là nhà có phúc mà. Thôi về cha. Đứng lại. Còn tôi thì sao? Cái gì vậy? Tôi thì sao? Sao bà đàn ông dữ vậy bà? Sao tự nhiên men lì quá vậy? Rồi đàn ông thì sao? Không thì thôi đi.
tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Đã đến bên này, đến luôn bên kia. Xuân đã đến bên này rồi sang bên kia. Bà đang đứng bên đây, ngó sang bên con. Bà đang đứng bên này, đang chờ để qua bên con. Hoài ha. Chọc cái gì, người ta nói không có sai mà. Con gái mà sắp lấy chồng hớn hở không có bắt cỡ. Giờ này sao chưa thấy cái thằng Hăng Rô Tòng nó tới vậy? Không biết làm sao. Hẹn gì có chuyện cần mà nó tới trễ là sao? Kỳ quá, ba cho con mượn cái phone con gọi ảnh thử thôi. Nè, có lẽ lên. Gì hết à. Alo. Khỏi alo, Hăng Rô tới rồi. Trời đất ơi, kêu con kiếm cái thằng giống thông dịch ha, con kiếm cái thằng bán vàng vô chi vậy? Anh Tổng á. Anh Tổng á hả? Chú Tư không nhận ra con hả? Hăng Rô nè. À, thấy nó cười mới biết là Hăng Rô. Mà hôm nay con đổi tên rồi. Đổi gì? Con lấy tên là Hăng Rư. Trời ơi, hô riết hư răng luôn. Không phải, con liệu tên là Henry. Henry. Dạ Henry. Ừ. Dạ. Cái gì em? Anh Henry. Sao? Sao anh mặc cái bộ đồ vàng khè á? Anh mà đứng kế bên chậu bông cúc nhà em không biết cái chậu nào là bông cúc mà cái nào là anh á. Vàng lắm ha em. Vàng quá anh ơi. Vàng đang có giá mà. Tiền đô mới tụt giá. Công nhận ra Tết dứt nhà chú Tư trang hoàng. Ta mới thấy cả một mùa xuân tràn ngập vô nhà chú vậy đó. Nhưng mà con không chịu cái này. Chịu gì? Cung chúc tân xuân. Thời buổi này rồi mà còn cung chúc tân xuân gì nữa chú. Mình phải để là Happy New Year. Có. Em có nói ba em rồi là phải để Happy New Year. Là bị gì hôm nay nhà có người Mỹ qua mà em hỏi ba em không chịu. Hôm nay nhà mình có khách Mỹ hả chú? Ờ. Mỹ thiệt không chú? Không lại Mỹ tho mày. Tao nói cho mày biết luôn, có người giới thiệu á, con Kim Chi cho một ông Mỹ. À. Bữa nay á, ông sẽ bay thẳng từ Cali về đây. Coi mắt, nếu mà được thì ông sẽ cưới rồi bảo lãnh nó qua Mỹ luôn. À, chú Tư nói làm con buồn đứt ruột chú Tư. Mắc mớ gì mày buồn đứt ruột? Con thấy là trong làng này nè, con trai mà tài giỏi mà coi được được á cũng nhiều lắm mà. Tại sao? Tại sao chồng gần em không lấy mà em đi lấy chồng xa vậy em? Ngặt cái á, ở làng mình á có mình anh đẹp trai nhất hà, có mình anh giỏi nhất hà. Anh biết mà. Mà tại vì anh á, anh có vợ rồi. Bây giờ em muốn lấy chồng, em lấy ai giờ? Nè nè nè, đừng có nhắc đến cái nỗi đau thương lòng của anh nha. Nhiều khi tôi nói đẹp trai nó cũng có cái nỗi khổ của người đẹp trai. Chú Tư biết không, cái ngày mà con cưới vợ, tôi nói con gái trong làng này nó khóc hết nước mắt gì con. Nhưng mà biết làm sao giờ, con chỉ lấy được có một vợ thôi. Chịu. Mày tự tin quá hả Tầm? Chắc lâu lắm rồi mày không soi gương phải không? Con gái ở làng này nó mừng là tại vì mày không lấy nó đó. À, chú Tư ganh tị rồi nói vậy thôi. Tao nghe nói là mày giỏi tiếng Anh, tao mới mời mày qua đây, thấy không? Để mày lát mày làm thông dịch giùm tao. Chứ không phải mày qua đây mày đốt pháo thôi chứ mày. Đúng rồi, đúng rồi. Trong làng này là con giỏi nhất là tiếng Anh mà. Đó. Đúng rồi, chú tìm con thông dịch là quá giỏi. Không phải mình anh biết tiếng Anh đâu. Em cũng có học tiếng Anh á mà em biết được có mấy chữ à. Ừ. Anh nói em bao nhiêu lần rồi, học tiếng Anh nó khó dữ lắm. Em phải có cái technique thì em học nó mới dễ. Trời đất ơi, học tiếng Anh mà phải test đích luôn hả? Ừ. Không phải chú Tư. Cái gì mà test đích ở đây? Mới nói đó. Con nói là technique là cái phương pháp. À, đó, em nè. Không phải. À, ta hiểu rồi. Trời ơi,
Tại vì cái hàm răng nó không nói chữ miết được mà. Mình học tiếng Anh, mình phải có cái phương pháp. Mình phải biết đem tiếng Anh mình bỏ trong văn thơ, mình đọc ra nó vèo 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 vèo, vậy nó mới dễ thuộc lòng, em sao, biết không? Sao? Đây nè, chẳng hạn như hello có nghĩa xin chào. Wow. Goodbye, tạm biệt, thì thào whisper. Hay. Lai nằm, sleep, ngủ, dreamer. Quá giỏi. Thấy cô gái đẹp, see girl beautiful. I want, tôi muốn kiss thì hôn. Lift ngồi, ai mắt, sướng rồi, oh yeah. Học tiếng Anh là phải vậy đó. Tao nghe mà đọc tùm lum tà la, tao không có hiểu, nhưng mà tao thích nhất là ở chỗ mà sướng rồi, oh yeah. Có được á. Vậy là con với cô chú Tư đó là cùng chung sở thích. Em ơi em, người yêu của em tên gì? Ảnh hả? Ảnh tên Tâm Cô. Em, ảnh tên là Tom Cruise. Tom Cô. Nói tiếng Anh em phải cong cái lưỡi lên và mớ nước miếng ra. Tom Cruise. Tom Cô. Bỏ đi. Bỏ qua, không được đâu. Em biết sao không? Việt Nam mình, con trai nó mới có tên cu. Mỹ nó làm gì có cu. Trời, mày nói cái gì vậy Tâm? Nói thiếu rồi. Không phải, con nói là Mỹ nó không có tên cu. À, tiếng Việt nó nói cho rõ ràng. Thiếu một chữ là nguy hiểm không? Vậy, biết. Tao hỏi mày, bây giờ mày qua đây, giờ này mày mới thực tập chừng nào mới nói được. À, thôi lát ngồi, không dịch tao đâu luôn. Rồi. Yên tâm, không dịch là nghề của con mà. Chú Tư nhớ con Phượng ở đồng làng mình không? Phượng lé chứ gì? Đó, tôi nói hôm bữa mà cổ đi lấy chồng Mỹ đó. Bộ có biết tiếng Anh tiếng em gì đâu. Ừ. Đêm động phòng có mướn con về ngồi kế bên vậy đó. Ngồi kế bên để rình hả mày? Rảnh lắm sao tự nhiên ngồi kế bên rình cổ. Ngồi kế bên thông dịch cho cổ động phòng. Trời đất ơi, động phòng cần gì thông dịch mày? Trời ơi, động phòng mà không thông dịch nó biết gì đâu nó làm. Thôi mày đừng có xảo mày. Xảo cái gì? Không, thôi mày nghe, động phòng á là chỉ có lên với thở thôi, có nói đâu mà thông dịch. Ba nãy chắc mày thông dịch cái chỗ mà sướng rồi, ô ve ô ve. Thì đó. Mày đừng có xảo mày ơi. Cái gì vậy? Có điểm gì không mày? Hello! Good morning! Happy New Year! Ê, có điểm gì không mày? Ai biết em gì? Tự nhiên đầu năm đầu tháng có bà Mỹ Đen đi lạc ở nhà tao vậy? Biết đâu tự nhiên xong vô nhà, ai biết? Con nghĩ là bà này bà đi lộn nhà rồi. Anh Quang hỏi thử bà muốn gì mà anh vô nhà mình. Để con. Ừ, nhiệm vụ mày đó. Bà cho con coi. You! Who are you? I am American from California. My name is Tina Turner. Okay, thank you. Bà nói cái gì đó? Bà nói bà là người Phi Châu. Trẻ ở Africa. Tên từ Carolina. Tên bà là Tina Turner. Tên gì mà nghe giống cá tuna vậy cha? Tướng bà này giống cá mập hơn đó chú. Phải, không phải cá mập. Cá heo. Heo gì? Cá mội á. Để. Rồi, qua qua mày hỏi bà lại. Em biết rồi. Chắc là cái bà Mỹ này nè. Bà vô nhà mình bà tìm xác lính Mỹ đó. Bà nhớ không? Hồi xưa bà kể con làng mình nó đánh nhau quá trời á. Chắc là bà tìm xác lính Mỹ đó. Anh hỏi đi. Mày qua hỏi phải gì không? Rồi, để con. Are you looking for that American? No, man. I don't looking for no that American. What's the matter with you? Bà nói gì vậy? Bà nói là bà không phải là đi vô đây tìm sắc lính Mỹ gì đâu.
mày hỏi cho chi tiết ha. Có phải là chồng bà chết ở vùng này không? Đúng rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Your husband died soon here. What? You know what? My husband been sick for a while, but he not died yet. What's the matter with you? What's wrong with you? Cái gì vậy? Ủa từ ơi, tự nhiên kia con hỏi cái gì? Bà nói chồng bà nó phải chết ở đây đâu. Đây, em biết rồi. Cái xác á, lâu rồi, bây giờ em nghĩ chắc là kiếm hài cốt đó. Hài cốt đúng không? Kiếm hỏi hài đi, cốt hả? Hài cốt. Để anh. Cái gì vậy mày? Chú Tư. Hài cốt là gì chú Tư? Thằng này ngu vậy? Hả? Hài cốt không biết hả? Hài cốt là... Là cái gì vậy con? Mệt ba quá à. Hài cốt mà cũng không biết nữa. Hài cốt là xương đó. À, xương á. Trời, ai không biết hài cốt là xương? Con hỏi hài cốt tiếng Anh là gì? Trời ơi, mày hỏi tao hỏi ai mày? Mày là thông dịch mà. Con thông dịch mà cái chữ này con chưa học. Trời ơi, mày giỡn vậy mày? Mày phải nghĩ cách này lại lên. Để con. Xương phải không? Đó. Có cái xương đó. Ok. Are you looking for American bomb? What? Bomb. Oh, bones. Oh yeah, bomb. I don't looking for no bones. With you. Chú Tư ơi, bà không phải đi tìm hài cốt cái gì hết tự nhiên. Thì đúng cái gì hả? Mày hỏi bác coi. Bà qua mày hỏi bác coi, mày vô đây làm cái gì? What you want from me? I don't want nothing from you, man. Today is a happy New Year's Day, right? Yeah. You have something to eat? Yeah. We have to eat first and we talk later. Như bắt đầu ăn cà ri phải không? Hả? Đúng rồi. Bà nói là bà đói bụng quá. Cho bà ăn đi rồi bà mới nói sao? À, đúng rồi. Trời đất ơi, ăn. Mỹ. Thế bây giờ mình cho bà ăn đi. Dạ. Lấy mứt mời bà đi con. À, this is mứt sen. Thank you. À, không có chi. You know what? I love Vietnamese food. Yeah. I love so much. This stuff is good, you know. Yeah. You know what? Do you have something to go with it, like a cup of hot tea to go with it? Yeah. You speak fast. You speak slow, please. Do you have something to drink? Go with it, food. Drink. Gì vậy? Nè, anh Tâm, em nghe được một chữ ti. Ti là trà đó. À đúng rồi chú Tư. Bà nó cho bà uống trà đó. Cho bà uống trà đi chú Tư. Lấy trà cho. Dẹp. Không có trà tiếng gì trơn á. Mày biết bà là ai? Thấy không? Đúng có vô lộn nhà mời bà hoài sao? Bây giờ mày nói bà đó, không có mời bà ăn khơi khơi gì được. Nói bà đi. Đúng rồi. Đâu có cho ăn khơi khơi gì được. You cannot eat ocean. About me. Cái gì? Bà đòi bánh bao hả? Không. Chú Tư. Bà này Mỹ mà dốt chú Tư. Sao vậy? Tại con nói tiếng Anh gì mà bà không hiểu con nói cái gì hết. Mày nói sao bà không hiểu? Thì chú Tư kêu là đừng có cho bà ăn khơi khơi. À? Khơi khơi là gì? Khơi là biển. À. Biển là ocean. Khơi là ocean. Đúng rồi. Vậy mà sao bà không hiểu con nói cái gì hết? Bà bắt đầu sợ trình độ tiếng Anh mày rồi đó nha. Giỏi quá phải không chú Tư? Giỏi quá. Giờ để con làm việc với bà này. Rồi. Excuse me. Stop right
right there. Let me celebrate New Year's first, okay? What you want from me? I want bánh chưng. What? Bánh chưng. What? Bà kêu mày bánh chưng ra đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thì bà nói. Cái gì vậy chú Tư? Bánh chưng. Ba. Cái này là bánh chưng. Yeah, yeah. Bánh chưng. Bánh chưng. Yes. Bánh chưng. Oh, oh, you want bánh chưng. Bánh chưng mà tự nhiên cái bánh chưng con. Ai mà biết. Mày lấy bánh chưng cho ba ăn đi rồi. Nè. Mày biết bà là ai, thấy không? Bà vô đây làm cái gì, thấy không? Đâu phải là mình mời hồi bà ăn hết đồ ăn ngày tao sao? À, để tao. Mày chậm quá. Chóng mặt rồi phải không chú Tư? Nhà tao chưa có mua dưa hấu mà. You. Yes. Đồ bánh chưng for you. Tao bao bánh tét. Hả? Tét. Rồi. Phải đồ tét. Giờ bánh vừa tét ra. Hả? Bà nói là bánh tét. À bánh tét. À bánh tét. Tự nhiên kiểu bánh và tét. Rồi. Để cho con. À. Rối rồi đó, tao rối rồi đó. Hello. À, you want bánh trứng? I have bánh trứng for you. À, but bánh trứng đang cúng, cúng. À, but why you come here? I come here because of you. You know what? My son go to get married with you. Do you know that? So I'm looking for my daughter's future in law. Anh. Bà nói gì vậy? Bà nói gì đó? À, bà nói á là bà qua đây bà coi mắt con. Nếu mà được thì bà cho con trai bà qua đây cưới con. Cái gì vậy? Cưới mày hả? Không. Nói con là con chú á, Kim Chi á. Ôi. Hả? Cái gì? Không được đâu. Trời ơi, bà con không có chịu đâu nha. Trời ơi, bà nhìn bà vừa bự vừa đen. Không biết con bả bự cỡ nào đen cỡ nào đẹp, con chết mất à ba. Đúng rồi đó. Mày qua mày nói với bả đó, tao chỉ làm xui với Mỹ trắng thôi. Mỹ đen á mà đẹp đẹp chút cũng đỡ. Đẻ con cũng cỡ Tiger Woods hay là Obama. Không gả con gái cho. Đúng rồi, đúng rồi. Thằng này mày nhìn cái bà này đi. Cái nhan sắc của bà cho tao xấu quá. Sợ quá. Nó nhìn hình như là bả là tù trưởng bộ lạc châu Phi nè. Hay là bả là bà nội của Tạc Giang. À, giống lắm, thấy ghê lắm. Bả như vậy thì con bả làm sao mà đẹp được. Anh nói đi, nói bả đi về đi. Nhưng mà phải tìm cách thằng không bây giờ. Để con gian ra. Rồi. Her finance, that's okay. We take care of finance for her. Don't worry about that. Oh. Anh Tông. Hả? Hình như em có học finance là tài chánh đó. Cái này là fiancé. Fiancé hả? Fiancé. You her fiancé will be here soon. You what? You go home. Go home. No, I ain't go nowhere. I'm gonna stay here for a long time. Chú Tư ơi, chú gì vậy? Bà nói gì, bà nằm giả đây luôn, bà không đi. Không được. Mày dở quá. No bức xem. No tà, no tét, no chưng for you. What's the matter with you, old man? You fools. Chú Tư ơi, chú Tư nói bà làm chi, bây giờ bà đòi ăn tô phu kìa. Bà đòi ăn cà hủ á. Cô đòi ăn tàu hủ đó ha. And you are so cheap Charlie. Ha. Mày vô lấy tiền chai cồn cho tao. Cái vậy? Xu sát cùng đó. Nó sao không? Bà xấu xả mà tao sướng mặt tao chừng. Ai kêu chú sấn sấn vô người bà chi? Bà nói cái gì vậy? Bà nói chú Tư đẹp trai. À. Nhưng mà hơi đê tiện. Hả? Không. Cheap là hà tiện. Không phải tao hà tiện. Mà tao nói cho mày nghe. Bà ăn như vậy á, một lát á thằng rể tương lai tao về lấy gì nó ăn. À, thấy không rồi. Vậy giờ mình đừng có cho bà ăn nữa. Nhưng mà giờ mình làm sao đây? Ai mà biết. Rồi con rể tương lai của chú đâu? Hello. Come to mama. Hi mommy. Đúng rồi, con Nhi đúng lắm mà. Cái bà này là má mì. Mới kêu nè. Không phải chú Tư.
Con thấy cái ông đó kêu bà đó là mâm mì. Mâm mì có nghĩa là xác ướp Ai Cập chứ. Tôi mệt hai người quá à. Má mì em học qua có nghĩa là má đó. Để chạy. Chờ em. Con này giỏi đó. Hello. Are you Tom Cruise? I hear somebody call my name. Why it's so dark in here? Tom, take off your sunglasses. Oh. Okay, sorry. Okay. Okay. Oh, that's better. Trời ơi, ai gặp ổng sợ thế. Chú Tư, con người ta làm cái gì? Are you Kim Chi, my fiance? Yes, I'm Tom Cruise. I am Kim Chi. You're even more beautiful than in your pictures. Anh, ổng nói gì á? You, say it again. You're even more beautiful than in your pictures. À, ổng nói là em chụp hình Photoshop nhiều quá cho nên trong hình em đẹp hơn ở ngoài. Thank you. This is your mother? Yes, this is my beautiful mother. Oh, beautiful. Yeah, you're very beautiful. She very handsome. Very thôi, handsome. Thôi, đi. Tom, con nói tiếng Việt đi. Bà nói gì vậy chứ tôi? Bà nói gì vậy? Bà nói tiếng Việt chứ nói cái gì? Vú? Giờ này mà vú gì nữa? Bác. Bác nói được tiếng Việt hả bác? Ừ. Trời, bác nói được tiếng Việt sao nãy giờ bác không nói đi, bác để con thông dịch mỗi tay gần chết à. Không. Dạ. Đứa mày. Mày mỗi tay còn đỡ, tao sắp mổ mình với bả rồi đó. Sao vậy? Nãy giờ tao nói xấu quá tùm lum tùm la, bả hiểu hết trơn. Chú Tư ơi, chú Tư yên tâm đi. Cái phần mà chú Tư nói xấu á, con đâu có thông dịch lại. Ủa vậy sao mày nói mày giỏi nhất tiếng Anh làng này? Thì đúng rồi. Làng này có mình con đi học tiếng Anh thì con giỏi nhất là đúng rồi. Thôi được rồi. Bây giờ á, bà nói tiếng Việt tao hiểu rồi ha. Tao cũng không cần mày để làm gì. Mày đi về đi. Đi về. À, bây giờ nhà chú nói tiếng Việt hết rồi, coi như chú không cần con nữa đó hả? Dĩ nhiên. Con người của chú, bởi vì con nói thiệt á, dắt chanh bỏ vỏ. Cái gì? Rồi, bây giờ chú không cần con nữa thì thôi. Trong làng này còn biết bao nhiêu người cần con đi thông dịch. Xin lỗi chú nha, lịch con bút hết từ đây đến cuối năm rồi. Không cần chú nữa thì thôi. See you again. Biết. Chú á. Cái gì? You. Sao? Never see you again. Quý. Anh Tom biết tiếng Việt hả? Vâng, kể từ lúc tôi quyết định lấy vợ Việt Nam, hai mẹ con đã bắt đầu học tiếng Việt, nhưng chưa nói được nhiều. Con tôi nó không nói nhiều, chứ tôi nói nhiều. Mà tôi chửi lộn cũng giỏi lắm. Yeah. Anh Tư biết không? Dạ sao? Tôi cho con tôi đi học tiếng Việt là tại anh thấy đó. Mấy cái thằng thông dịch như vậy, cà chớn, tầm bậy tầm bạ. Dạ đúng rồi, bậy. Mình hiểu lầm nhau rồi mình đánh lộn nhau. Dạ dạ, chị nói đúng. Ồ, má nói đúng rồi đấy. Nhiều người thông dịch, họ dịch lung tung. Con vẫn nhớ lần đầu tiên sang Việt Nam, con muốn một người thông dịch viên đi theo con để giúp đỡ. Mà lúc đó là đi vào một nhà hàng Việt Nam, muốn thử món mì Việt tiêm. Nhưng khổ một cái người thông dịch viên lại không biết là Việt tiêm là tiếng Anh là gì. Cứ gọi là đất lúc mà con nghĩ mãi không hiểu là đất lúc là cái gì. Mà đúng rồi, đất là con vịt và lúc looking for là đi tìm. Cho nên mì Việt tiêm đúng là duck looking for the noodle. Ôi, chỉ có gì vậy thôi á mà anh đi học tiếng Việt á hả? Oh, không, tôi học tiếng Việt để đề phòng. Anh đề phòng gì? Oh, em ơi, lấy vợ Việt mà không biết tiếng Việt, nguy hiểm lắm. Sao nguy hiểm? Vì lỡ ba xã của mình có kép, rồi kép Việt Nam về nhà. Hai người đó tỏ tình cho nhau thì làm sao mình hiểu được? Mày coi chừng nữa nha mày.
Cái thằng này nó khôn tổ mẹ. Con đừng có lo, má canh chừng cho con luôn. Lỡ mà con dâu của má nó cạch trớn á, má sẽ bẻ tổ nó luôn. Sao không ba? Không sao, không sao. Chị vui tánh quá. Tôi hỏi này chị đừng có buồn nha. Không. Sao chị đen thui mà đẻ ra con trắng bóc vậy? Chá Linh cũng đẻ con trắng vậy chứ bộ. Ai vậy? Thì ra nãy giờ bác á là má chồng của con á hả? À, con đâu có biết đâu, con tưởng bác vô lộn nhà. Má đẹp quá ha. Nhỏ con nữa. Má biết thằng con của má nó qua đây để lấy vợ Việt Nam, thành ra má phải bay qua liền để coi mặt con dâu của má. Thành ra khi mà má thấy con rồi đó, mà nếu mà má không thích thì má sẽ gọi điện thoại cho thằng con của má không đi qua. Đó. Nhưng mà khi má gặp con rồi á, con vừa đẹp mà vừa hiền, mà biết nịnh hay, thiệt là hay. Nhưng mà có cái tội không đầy đủ thước tất. Má yên chí đi, ba con á, có dạy con rồi. Ba con nói á, có lấy ai á, là phải chung thủy với người đó. Cho nên khi mà con lấy anh cu á, con sẽ ở với anh cu suốt đời. Hay quá anh dạy con, hay quá anh Tư. Chứ sao? Khi nào á, mà anh cu chết con mới lấy người khác. Trời ơi. Mày nói là bậy tầm bạ. Tôi giỡn á chị, tôi đâu có dạy nó gì đâu. Ôi, ôi kỳ vậy. Anh có gì đưa cho ba anh? Xin. Ủa, thằng này là bác của em hả? Cái gì vậy? Thằng á là dùng cho con nít thôi, lớn tuổi hơn mình anh phải kêu bằng ba nha. Xin lỗi mày. Hả? Cái gì vậy? Ba anh, ba. Xin thầy của con là người bác, bố, chào bố. À, bố, kêu bố. Có gì? Là chị là chị xui tương lai tôi hả? Đúng rồi. Chị ăn đi. Trời ơi, chị ốm ăn gì cho mập chị nha. Nè, có ăn thèo lèo là cho nó trắng nha. Thôi tôi đang diet tôi không ăn đâu anh ơi. Ăn mứt này cho nó đen nè. Tôi muốn ăn mứt bí mà anh không có. À không có hả? À, vậy thôi. Anh đưa ba đi. Cái gì vậy con? Thưa bố. À. Đúng theo thủ tục bên Mỹ. À. Con chỉ cần lấy ra một cái nhẫn của Hot Swan, quỳ xuống trước cô Kim Chi và hỏi một câu: Will you marry me? Yes. Nhưng ở Việt Nam thì khác. Con không cần hỏi cô Kim Chi đâu, con chỉ cần hỏi bố mà thôi. Ủa tại sao? Vì Việt Nam có câu: cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Thằng này giỏi á, giỏi. Và thưa bố, à, hôm nay là ngày lành, tháng tốt, có má của con đây chứng kiến. Con xin phép bố cho phép con và cô Kim Chi đồng phòng. Cái gì vậy? Anh, Việt Nam á, đám cưới mới được đồng phòng. Ủa, thế à, ở bên Mỹ thì ngược lại, đồng phòng trước mới cưới sau. Có mà. Ủa mà con, má suy nghĩ tại sao mà con mới gặp Kim Chi mà con đòi cưới rồi? Vì Việt Nam có câu là lấy vợ phải lấy liền tay, chứ để lâu ngày thiên hạ dèm pha. Thằng hay giỏi. Thầy giỏi quá, biết nhiều câu mà tôi không biết nữa. Này lễ cưới ra con. Ủa sao có tàu cao không vậy? Không có tiền mặt hả? Thưa bố, con sẽ làm thủ tục đưa cô Kim Chi qua bên Mỹ liền. Ủa lẽ vậy sao con? Ba không, ba yên tâm, con hứa là sẽ đưa cô Kim Chi về thường xuyên để thăm ba rất đều đều. Được tốt. Cứ 10 năm một lần. Vậy thôi hai ba đi luôn nha ha. Quá. À, con mà đi xa mai mốt á, hai cha con mình á, hai phương trời cách biệt, con nhớ ba lắm á, ba biết không? Thôi nhớ làm gì con ơi, qua bển gửi tiền cho ba được rồi. Không phải, tại vì á, từ nhỏ tới lớn á, từ khi á mà má bỏ ba đi lấy người khác á, tại vì ba keo quá đó, rồi con mình hai cha con mình sống với nhau á, rồi mai mốt á
Con đi lấy chồng xa, chim kêu dưỡng hú biết nhà ba đâu hả ba? Trời ơi, hai cha con khóc như là dưỡng hú vậy. Xui à, đầu năm Tết mà khóc lóc trong nhà nó không có được hên. Con nó đi lấy chồng cho nó đâu có làm gì đâu, hay đi luôn đâu mà anh làm gì anh khóc lóc. Tôi có con đứa chị ơi. Đây rồi vài năm nó về thì nó sẽ đem cho anh những con cháu ngoại của anh rất là dễ thương. Mà tôi cũng có cháu nội mà tôi sung sướng hơn anh nhiều. Sao vậy? Tại vì mấy cháu nội của tôi nó giống tôi như đúc vậy. Thôi vậy mà vui mình mài đi nha. Vui vậy đó. Nè anh xui, tôi nói vẫn chơi vậy thôi. Tôi có cách để giúp anh. Cách gì? Dễ nhăn chuối gì đó. Ừ. Tôi sẽ hy sinh cuộc đời của tôi để cưới anh về làm vợ. Cái gì? Về làm chồng. Để cho hai cha con được ở gần bên nhau. Thôi thôi thôi. Anh nghĩ sao? Không được đâu chị. Xin lỗi chị, tại vì tôi ở mình quen rồi. Không bước thêm bước nữa được đâu. Anh chê tôi phải không? Không phải, nhưng mà không được mà. Bây giờ tôi quyết định rồi. Double or nothing. Nghĩa là gì? Một là hai cha con anh lấy hai mẹ con tôi. Hai là mất hết. Ba, kệ nó, ráng thử đi ba. Thử đi, cha con mình mới được đoàn tụ ba. Ba không có quen ăn thịt bò. Cô bây giờ vì tình duyên của con, tương lai của con, cô ba cũng đành hy sinh cái thân già chứ sao. Anh thấy thế nào? Thấy em nhưng hơi ngợp. Cậu quý nè. Con quyết định gì nha? À. Con có ý kiến, con không dám quyết định. À rồi rồi, à, ý kiến thôi, đó. Quyết định được. Rồi à, ba, ba vì ba kẹo quá, ba không muốn xài tiền, thôi giờ hai cha con mình làm đám cưới chung đi. Đúng, làm một lần cho nó đỡ hào. Happy family. Oh, congratulations. Very beautiful husband. Very handsome wife. Wow, beauty and the beast. Mày thế là tao biết, mày thằng quỷ.